Hello mọi người, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Maybe lady. Nhà bạn cũng khỏe phết đấy nhỉ. Ai ở đâu thế? Ái ở đâu thế? Câm lặng. Câm lặng. Ui. Thôi bán hết đi, lấy chuỗi thua rồi vậy. Chết, thì gặp lại các bạn sau chuỗi thua. A few moments later. BCS ever. Ok, đây là sau chuỗi thua và mình đang có một vài tướng như thế này. Khoa học à? Cái đồ kia không đáng khoa học nữa đâu các bạn ơi. Tạm xe neo đi nhé. Tạm bạn này vào tạm bạn này. Quên bật đèn. Ngồi đánh chụp thua. Trang bị như thế này thì chả hợp đánh cái gì cả. Đánh bài phong thần thì hợp đánh hắc ám nhá. Hắc ám rồi bán thần. Nhưng mà nó lại ra cung thủ trận này à? Nghề cung thủ trận này đấy nhỉ. Bọc cái Lander hơi sớm không nhỉ. 1, 2, 3. Bốn bạn cung thủ ở đây, ở đây. Có ai có thương không? Không ai có thương đúng không? Ok, không ai có thương cả. Này ném cho con Brad đi vậy. Bản thân này đi. Cầm máu rồi các bạn ạ. Ủa chết rồi, đừng thắng. Ôi, thắng rồi. Trời ơi, mình đánh linh tinh để thua mà lỡ thắng rồi. Ừ, 4 cung hơi khỏe quá nhỉ. Nhiều Noman không? Nhiều bạn đánh Noman đấy. Chắc chi hột nhé. Khó ta. Chắc chi hột thì hợp. Thực ra chắc chi hột thì đội hình não hợp. Cái này thì đánh ma pháp như viện này đánh được hắc ám. Suy nghĩ. Nếu mà ra nhiều cung thì mình có thể đánh tặng Chrissy đi không nhỉ. Cho hai bạn này vào. Hai bạn này vào đi. Yon có thể để sau. Bạn này có thể bán đi lấy tạm bạn này vào. Bạn này không thay ai được à. Đây đi. Đây. Quên chưa lắp đồ. Ôi giời ơi, không kịp làm gì. Floor mình không xin được phát nào mới đâu chứ. Vỗ quá, kịp lắp đồ. Anh suy nghĩ xem đánh cái gì. Còn 15 con voi, nhiều Noman quá. Cầm tầm này các bạn cho cung thủ vào, cung thủ bạn ngoào hết. Vua, vua.
Rat này, xem em. No, no, cái này cung thủ tạo tạo bên nhá. Nhon để giữa, thêm mạng Senel nữa cũng được để phòng mình thích đấy. Voi và Hayate, tạm Hayate và tạm em bạn này thay ra tí nữa lịch lịch sau này để cho một là Hayate và hai là Yon. Con Hayate sấy được nhiều đam hơn nhỉ? Em nghĩ là Yon thôi. Cũng muốn lấy bạn voi này nhé, muốn các bạn lấy bạn Aeron kia nữa. Tại ra đánh cung cũng hơi vất vả, thế đánh cung hơi cực, chưa đam mê đánh cung lắm. Nó lại á, cái này á. Mấy bạn chuyển sang đánh thú rồi này, thần sát thủ nó nắp rồi cơ, hai con nắp đánh nguyên tổ bán thần này, đánh trợ thủ này, đánh thú này, bạn này đánh trợ thủ này, này đánh gì đây, trợ thủ nó này, nhiều trợ thủ vậy ta, lại trợ thủ này, bạn này thì cũng đánh thú à, thú và trợ thủ à. Nghĩ lâu để chết đấy các bạn ạ. Nghĩ lâu à, tèo á. Mình có hai con voi ở trong mình, con voi trận này nhá. Mình cung thủ hơi cực. Ok, quyết định nhanh, đỏ. Mày thế chứ lại. Mày thế chứ lại. Hand voi này vào luôn, hand sát thủ này vào. Do này tạm một thời đi luôn đi. Bye bye em. Bye bye em. Rap. Cái này ta không được, không được lắm. Voi mình có thể để thấp xuống một tí, con voi sẽ ulti sớm hơn một tí. Và nó vẫn phải để Noman để cầm máu. AT mình cái đồ này nó không, nó phải sách thánh, nó không xử lý được. Sách thánh thì sách thánh đi. Hay lính ngọc đại nhỉ, lính ngọc đại đánh cái đồ kia nó lại... Đánh bán thần được luôn, thôi đánh ngọc đại. Đấy, đổi hướng sang đánh ngọc đại các bạn ơi. Ờ, này là cho con rat nhé. Này nguyên tố này, hết đủ nguyên tố này. Ok, rat luôn. Bye bye. Hai con này lên trên, một con này xuống dưới, cái này xuống dưới vào đây này. Vào đây đi. Ok, tạm thời thế này đã, thế này đã. AT xây được luôn nhỉ. Để cho dân ca nhá. Voi một con nữa, bán thần một con này. Ok, tầm này chờ Illu thôi. Trách thương. Một thương. Con nắc cót đi thẳng giữa nhiều nắc cót thế nhỉ. Một thương, hai thương, hai thương xuống đáy. Thế là mình sẽ ném tịch con AT sang bên là đánh góc nhá. Chơi kiểu góc vậy. Xây luôn, chơi luôn đi, đừng nhảy. Đúng rồi. Hai thương bắt giữa thôi. Hai thương bắt giữa thì mình cứ để một con Lumbua con gì ở góc là được, là counter được. Cái đồ kiểu này thì các bạn sẽ đánh được hắc ám hoặc là bán thần luôn nhé. Có sách phi hồn thì đánh bán thần luôn được. Không có sách thì đánh bán thần hơi cực thì có thể bạn cân nhắc đánh hắc ám. Đó vậy thôi. Xoay bài kiểu vậy. Cái này không ra thương nó hơi phí cái hai kết, nhưng mà thôi kệ, hai kết thì làm gì nữa. Thương không có, lấy cái liềm nhá. Voi hai này, không phải voi hai mà thêm mấy con voi nữa, nhưng mà đây định để này này, bụp thì cái thương sẽ bắt xuống đây đúng không. Một thương đáy này, một con nắp giữa này, hai thương đáy này, thương bạn này mới bắt sang bên này này đi. Ủa, sẽ gặp đúng cái bạn bắt thương bên này. Xin luôn.
À đừng đừng không phải xiên luôn mà là sấy nó luôn, đúng không ạ? Cái tác dụng đèn thế. Bạn ấy mọc ra cái thương rồi, bạn mày đặt luôn cái bên để dí mình. Bạn đang luôn cái bên dí mình được. Chưa có rồng, chưa có nắc nhỉ? Mày con rồng mày con nắc. Nắc đâu? Xem được rồi. Một, Lumbo hai. Đó, mỗi bạn kia bạn ấy dí bên phải mình thôi. Bây giờ bạn ấy bay mất rồi thì mình lại dí lại này. À, bạn ấy đánh mình rồi thì mình sẽ đổ sang lại này. Thương. Ừ, đúng không? Mỗi bạn ấy dí mình thôi mà. Em rồi được. Floor xuống đây. Floor để xiên được. Voi mình phải ăn một tí đam nó mới hồi được mana. Không có con gì gây đam ấy các bạn ơi. Không có con gì gây đam cả. Check còn bao nhiêu con nắc, hơi ít nắc ấy, 9 con nắc. Rồng như sao? Quét rồng. Chưa ai có rồng à? Lên 8 sớm mà lấy rồng nhé. Xong con vòn xiên là xong rồi. Căng thẳng quá nhỉ. Chiêu cho phát này. Hai tên mình yếu quá, nó không ra đam được một tí gì. Thêm một bạn nữa đi. Sắp tèo rồi anh em ơi. Ra tướng. Hay luôn tướng luôn nhỉ. Tướng luôn hơi căng không. Lấy ra mặt ma lốc nha, ma lốc nhảy lục luôn. Úp. Voi teo. Lấy teo nhá. Cần teo nữa. À, một cái thương bên này. Ma lốc nhảy luôn thì khả năng cho nó đứng giữa nhỉ. Thôi không cho nó đứng góc đi. An toàn hơn that way. Ừ. Thế là ném sách cho con teo. Voi mình không ti được. Ok. Mà lúc thì nhảy khan nữa là ngon này. Mà lúc đấy để cầm máu rồi các bạn. Phần ma lốc không cầm máu vì nó không có con gì gây đam. Tầm này có con gì gây đam được. Trừ ma lốc ra thì gây đam tốt cũng chỉ ma lốc thôi. Cầm máu một tí. Cho lúc chờ rồng chờ nắc. Ra con nắc phát mình chơi nắc luôn này. Nhiều voi thế. Voi thế. Floor 2 làm gì. Floor 2 để làm gì. Floor 2 để làm gì. Milan này làm gì. Chờ buồn cười. Con này mà. Ờ bây giờ có thêm nắc mình cho nắc nữa vào đây. Xong. Sợ không ra nắc ý. Sợ mình lên 9 phát các bạn ấy có hết nắc rồi. Xong rồi các bạn ấy đấm vào mồm mình. 97 con nắc. Có nên roll nắc luôn không nhỉ? Roll tìm nắc luôn thì không ra thì mình lại hơi hơi đau lòng đấy. Tìm được voi này. Các bạn sẽ đánh 8 tướng cầm máu một tí nhá. Bởi vì không mình sắp téo mất rồi. 12 14. Tăng sao? Lên voi luôn không? Voi luôn không? Thần. Ok. Tìm nắc đã. Đây rồi. Nắc cho lên 2 luôn nhá. Mình đang sắp tèo rồi. Voi sắp lên rồi nên mình không cần lắm. Này làm cho con nắc hot đâu. Đó, cái này là cho cót luôn. Liềm. Bán thần. Mình cho bán thần vào đi. Cho bán thần vào cho con nắc công ty luôn. Đó là thế, thế là đó. Ờ, ok. Cái này bán luôn, bán này bán luôn nhá. Cầm máu thế được không? Ok, nắp cút công ty luôn. Cái này này cho Zill, cái này này cho Zill nốt đi. Đó, may quá con nắp và cứu mình luôn. Voi mình thì không công ty được rồi. Máy thêm thì được. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi. Sao có voi 3 cổ lên. Không ai đánh voi trận này luôn này. Mình lấy 8 con voi. Thì trong tổng số 9 con. Cậu đại pháp sư cái này sách thánh. Lấy cái này cho con voi không nhỉ. Cậu lấy sách thánh nữa nhá. Cần cảm giác cần sách thánh hơn. Tạo sách thánh cho con voi hơi đần nhỉ. Trông hơi đần nhỉ. Ơ sao cho con voi tạo được. Thời gian. Rất là thiếu thốn nhân lực ở đây.
lên voi ba luôn không nhỉ, cho đỡ tèo không nhỉ, 8 voi đấy. Tôi mình may mắn đấy nhở, may mắn quá, may mắn quá. Tết này thôi, này thôi được rồi, voi đánh thường 1-2 phát xong rồi nó ulti, thế là mình sống. Mình đánh đuổi cho nắc, mình cho cái 40 mana kia cho con voi, nhưng con voi chắc đánh thường một phát là nó ulti được không. Nắc thì nó có sách truy hồn, nó chém nó sẽ đau hơn. Thế này thôi, đàn khi đi luôn đấy chứ, ship đi luôn. Xem phải nhắn tin gì mình không? Phải rồi. Giời ơi. Nắc này, bây giờ là nắc. Nó không phải, chưa có rồng, một phát nhé, rồng một phát không? Thôi để lên 40 vàng lại cũng được, hay rồng một phát nhỉ? Thôi để lên 40 vàng lại cũng được, hay rồng một phát nhỉ? Thôi để lên 40 vàng lại cũng được, hay rồng một phát nhỉ? Ra cái này cho con ấy cũng được này, con nắc nó sẽ 40 vàng, không, cái này nó ulti được luôn, cái kia nắc phải chém thường một phát, thôi để cái này thôi, cho con voi đánh thường một phát thì kia cũng được. Tại vì thường ném sách thánh cho con voi nó cũng hơi bị kỳ lạ quá, nhưng mà con nắc mình ulti sớm được ngon thì ngon hơn, nên là con nắc ulti sớm ngon hơn. Con này khi đi luôn nhỉ, yếu quá không đi được luôn. Đan đi rồi, ôi buồn quá bạn Đan ơi, tôi buồn bạn quá. Anywho, anyhow, life goes on baby, life goes on. May để ra con nắc ấy, trận này ra tướng mình cũng hơi may mắn. Đó, bạn Đan nhắn mình ấy. Bạn Đan đã nhắn mình ấy, chắc bạn này cay lắm ấy. Con cắt. Bỏ bán thần ra, đánh con cắt luôn không nhỉ? Cắt được. Này nó cót nó sẽ... Mình thường một phát nó ulti à? Hai phát à? Bỏ bán thần ra trông hơi đần nhỉ? Trông hơi đần nhưng mà mình có sách thánh trong con cát mà. Đánh được. Bán thần hay von cát ngon hơn nhỉ? Chẳng von cát ngon hơn chứ. Cát ngon hơn chứ. Ừ, không kịp bán. Lily. Tạm Lily thay con này nhé. Phúc, không có gì. Thôi bắt đầu lên thôi. Quên, Lily vào làm gì? Mình làm gì có rồng đâu mà mình lấy con Lily làm gì? Anywho, anyhow, như thế này con voi mình sẽ bị ulti hơi chậm một tí. Không có bán thần, không có sách thánh cho con voi ulti hơi lâu, mình chưa có cái huân chương hải thần cho nó. Nói nếu mà quả này mình có lấy huân chương hải thần thì mình lấy huân chương hải thần nhé. Cái này cũng được. Cái này cũng được. Cái này cho con nắc nhé, cái này thì cái này cho con voi. Cái này thôi. Này thì con voi sẽ... Ôi chết, không lấy cái con... Sao không ra rồng nhở? Trận này cũng có nhiều bạn đánh rồng lắm đâu. Ôi sao còn có 3 con nhở? Thì nãy giờ các bạn có thấy mình bỏ lỡ con rồng nào không nhở? Bỏ lỡ con rồng nào vậy? Này cầm 3 con này. Bạn này cầm 1 con này. Bạn này cầm 3 con này. Chắc bạn này phải tèo bạn ạ. Cầm rồng không đánh. Chịu thật đấy. Một thương xuống đáy này, một thương ở bên kia nữa này, một thương xuống đáy và một thương ở bên gài này. Đến đây này nhá. Cho con nắc nó bay xuống cho an toàn. Tại để lệch lệch nó, con nắc mà mình không bay được thì nó cũng hơi đáng sợ. Nó có ulti. Nắc ulti được ngon rồi. Đấy. Watch out. Chết. Chết. Hai vòng nữa mình lên vậy, chuỗi thắng mà.
con trường đi, nghịch con trường hiệp voi đi. Này thì nó sẽ ở này không cần bán thần nữa luôn. Nếu mà có Ilu thì đánh Ilu thôi, nhưng mà cũng chưa cần lắm nhỉ. Rồng đâu, rồng của tôi đâu, where is my dragon? Không có rồng các bạn ạ. Kệ đã, một cái này nó bắn thương xuống đáy luôn này, bắn chẳng ở giữa luôn này. Thì mà bắn vào con voi của mình à? Ờ thôi cũng được. Hai thương hai bên. À cũng được thôi. Ok, để con lấy con voi này đi. Thì con đắc mình sẽ bay xuống trước khi mà là bạn kia ulti. Which kind of makes sense. Nhưng mà ok, Nakot ulti đẹp quá này. Con Nakot giữa nó ulti đẹp thật đấy. Ô, ulti được 3 phát luôn này. Ui, nhìn đã thật sự các bạn ạ. Nó ulti 3 phát ạ. Mình cảm giác con Nakot nó để ở giữa nó. Nó kiểu nó đây, mình ném này, nó chém cái chiều của nó đến tầm, nó đến cả hai tầm, cả hai góc luôn. Nên mình cũng ngay thích để Nakot giữa. Hoặc là gần gần giữa là tốt rồi. Bây giờ tìm con rồng đúng không? Arduin. Ok, đi tìm nhé, không có rồng này. Arduin. Để này. Trông buồn cười quá không? Bán thần còn hơn đấy, bán thần còn hơn. Không có bán thần các bạn ạ. Hơi tạm thời nó để hơi xấu xấu này, xấu xấu bẩn bẩn này thôi, nhưng mà nó không có hiệu quả lắm. Chơi được. Thương để giữa này. Thương để giữa thì kệ, bạn tào lao mình không có rồng mà. Mình không có rồng thì mình cũng chả quan tâm. Chả quan tâm lắm. Rồng thì bạn ấy thích bay xuống đâu, bạn bay chả được, con nắc mình mới đi chính. Nam chính. Vâng ti. Này cái tên bán không nè. Đã trả được gì. Nắc 2. Và nó khó lên nắc 3 để bán hai bạn này đi. Lấy thêm tiền tí. Rồng Ilu cũng được. Rồng Ilu đâu. Đi đó. Thấy chưa có gì thay tạm bằng con cát này vào vậy. Ok. Không có tướng nhỉ. Nên tìm luôn không nhỉ? Tìm luôn hơi sớm. Đằng nào tiên mình đang khỏe lắm, nắc nó gánh. Đánh mỗi nắc với cả voi với cả con cát mình gánh rồi mà. Gì đâu. Ui. Tiêu ảo ghê gớm phết đấy chứ. Em phải tăng slot tướng, mình sẽ đánh bán thần nhé. Em. À. Này. CK. CK pháo thủ. Ilu đây rồi, chờ em mãi. Đó. Đó, cái này đi. Trông hơi đần độn nhỉ. Anywho, ném đồ cho Ilu phát làm nhỉ. Nắc 2 mình đang ulti vẫn đang ngon, chẳng tự nhiên thay đổi Ilu phát, tự nhiên thua phát thì hơi lo. Hơi lo. Nắc con voi mình. Sure. Nên đồ Ilu cũng được. Thử nghiệm phát cũng được. Nhưng mà Ilu đang Ilu 1 nhỉ. Với Ilu 2 thì mình chơi nhá. Liều phát. Quê. À, Ilu 2. Rất 2. Ilu 2 đâu. Nakot. Nakot không lên 3 được. Hơi khó lên 3. Ilu. Hôm nay anh Ilu 2 đi để mình chơi nào. Ơ dông. Trời ơi. Cái đầu. Sao mình dùng cái đầu mình chán thế nhở. Ơ trời ơi.
Illu à, thôi không không đánh Illu thì mình cứ để đấy thôi, đó này thôi. Còn Void sẽ ulti được gần như là cũng được được á. Cái đầu ơi là cái đầu, đầu ơi là đầu. Không chết rồi, bảo thua đi, bảo thua đi. Má cái đầu, hiểu cái đầu nghĩ gì. Ta cót nhá, thua không thua được nhưng mà cũng thắng được, thắng đi, nhảy mạng nữa. Này đi rồi, hai bạn kia đi luôn đi. Ui, đi luôn đi, thủ không, không cần. Thêm một bộ phép hay kết con này trắng. Cần con Illu. Kéo lên nắp ba nhỉ, kéo lên nắp ba nhỉ. Illu 2 không có à, còn nên ném cho Illu không, đang không cần đâu. Sao hổ bệnh không có gặp à, được này ném cho con Zil tạm nhá, này cho con Void. Không kịp, không kịp, không kịp nghĩ các bạn ạ. Vội não quá. Ơ, mình có bán thần mà sao con nắc không ulti được luôn nhỉ? Chuyện vô lý nhỉ? Mình tưởng ở đấy nắc mình phải ulti được luôn chứ. Mình đánh có gì sai đâu ta. Nắc mình phải ulti luôn nhỉ? Theo lý thuyết nắc mình phải ulti luôn. Ôi khéo thua hòa cờ ấy nhỉ. Ô mình đang chơi, mình đã đầu chưa lát là chuyện gì đang xảy ra rồi. Rồi là chung quyết mình đến đây kết thúc rồi, mình đang sau là mình hơi lát lát cuối tí mình... não mình không hoạt động nữa. Không hiểu sao top 1 nhưng mà chắc là may mắn. Ok, vì mình đã kết thúc rồi, bạn thích cái vid trên. Thực ra mình cũng chả thích cái vid này lắm. Ừ, đăng lên cho vui. Nếu bạn thích cái vid trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới các đội hình mà các bạn muốn mình đánh tiếp nhé. Trận này thắng là may mắn thôi. Trận này cũng chả kỹ năng gì. Ok, bye bye.